Chào cả nhà, hai vợ chồng đi chợ, dạo xíu. Chiều là chồng đi chơi cho nên không ở nhà, cho nên giờ này đi dạo đi mua chút xíu đồ cả nhà. Mua bánh đăng với hũ cà phê, sữa. Cà phê, lý cà phê nít TF. Nó sẽ bảo hết ta lý không? Ủa, dip milk hả? Cappuccino. Bây giờ nó ra nhiều loại cà phê. Cái này 2 bịch hả? 2 bịch 60. Nó biết có mình thua. Thua ship đi. Không có tiền. Bé. Hôm nay mình sẽ làm món mà chồng rất là yêu thích. Gà nướng mình mua về cho mình xé ra, mình lột cái xương ra hết cả nhà. Xong mình ốp sa tế, ốp miếng hạt nêm. Chút xíu đường mình để cho nó thấm, xong rồi đi gam lên cho nó gáo. Món này chồng rất là yêu luôn, chồng con rất là thích, dễ ăn nha. Hai cha con làm gì vậy? Hai cha con đang coi giờ. Ấp nào kìa thôi. Trời ơi, em dắt kìa. Ủa, đâu có ngủ đâu, sao nó ngủ? Ngồi đó kìa. Có kìa, xoa ấp na kim hóa viên mà. Tôi nát cho Nicole đó rồi. Vì stod ju här. Kom för sen. Cà phê sữa rồi nha. Cà phê sữa. Tema och leverna i ett sats. Nó pha sẵn á. Ta lite bra. Rất là ngon. Rút em John này ông bầu chú ơi. Coi giờ này người ta lá. Bây giờ mùa đông lá xong rồi lật đật ai cũng đi hết trơn à, đi về hết trơn à. Còn em John kìa. Em John nó đó nè ông bầu chú ơi. Đây nè. Người ta về hết rồi. Bỏ ra xe. Xe ta về. Về lặng hết rồi. Mùa hè mấy đứa nó chơi xong rồi nó còn ở lại, nó thảy nó lá này cái nọ. Mùa đông lạnh quá vắng. Lá xong nè, vừa đúng 7 giờ thôi mà nay nó về hết rồi cả nhà. Trái banh của em John nè. Ba đi chơi phá nẹt rồi cho nên mình đợi gước em. Đợi gước em John. John ơi, người ta ly hết luôn hả John? Hả? Sao bây giờ ai cũng đi lẹ quá vậy hả? Hả? Mới vừa đúng thôi đó, vừa đúng 7 giờ thôi đó mà đi mẹ tới thấy về hết trơn rồi. Hả? Không còn ai nữa đâu. Có. Ai? Ở đâu? Ủa bên ai đá ở đâu? Đá ở thuốc bên kia hả? Vậy hả? Trời ơi, mẹ tới mẹ không thấy con đâu, mẹ hú hồn mới huyết mẹ sợ. Coi kìa. Ui đúng nào không đi. Rồi đúng nào không chụp banh hết trơn hả? Tại sao không chạy mà cứ chụp banh mà vậy hả? Con chụp banh không hả? Không. Có chạy không? Có đá không? Ôi ôi coi kìa. Ôi nè. Sao? Có uống gì hết. Trời ơi sao còn y nguyên vậy? Uống đi. Uống nhiều vô. Không cứ mở luôn. Này mẹ mở cho. Không cứ mở gì hết rồi. Mẹ mở cho. Không cứ mở thôi. Không có mệt. Tại vì trời lạnh nó đâu có mệt. Nhưng mà phải uống đi, uống nước vô đi. Không, nó làm nha lạnh. Ủa, con cũng sợ lạnh đó hả? Em dắt nó chờ con nãy giờ đó. Đi về lẹ rồi tắm rửa xong mẹ bới cơm cho ăn để lên. Ăn gì? Ăn gà xào đó. Đi để đây. Giờ đây lại đây nè, mẹ nói nghe nè. Con muốn mua cái bộ đồ giống vậy không? Mà nó đá bóng. Nó hình trái banh đó. Một cái football hả? Nó hình một cái football đó. Mua bộ giống vậy mà mua bộ đớn hả? Football á. Một cái đá banh à? Một cái đá banh, một cái trái banh đó. Cái hình football đó. Nhưng mà khối đồ y nghi màu đỏ nha. Nó không phải màu đỏ nha. Biết rồi. Nó màu trắng. Không phải màu trắng mà màu xám á.
Yes. Màu xám tựa tựa giống như giống như màu này nha. Màu xám nghe blue hả? Ờ, không phải màu đua. Màu đua là màu xanh. Không phải màu đua. Giống tựa tựa đây, đây màu này nè, màu xám này nè. Màu này. Màu này nè. Màu đó rồi hả? Ừ. Đó nữa. Màu đó rồi xong rồi trái banh màu khác. Màu đen không? Này màu đen, tự nhiên mua màu đen nó ghê quá. Đen xấu quá luôn á. À. Ok, cái giấy đó giấy gì vậy? Nó hồi kêu ba làm bài hả? Ủa ngày mai á cô giáo dắt đi đâu? Hả? Không, coi phim. Ủa ngày mai á coi phim hả? Ủa coi phim sao tự nhiên mua bánh vậy trời? Mua bánh coi. Coi phim ở trong trường hay là cô giáo dắt đi chỗ nào coi? Ủa trong trường có chiếu phim cho coi nữa hả? Vậy sao? Vậy hả? Coi tới mấy giờ John? Ủa ngày mai con với chị hai về sớm phải không? Ơi. Rồi vậy hồi nãy kêu ba chở đi mua gì John? John này John. Nãy con với ba đi đâu vậy? John à. Vô này nãy con với ba đi đâu vậy? Hey, quay đi quay hết ngày nữa không? Bộ chú ngày mai cuối tuần nó nhanh thấy sợ luôn. Nãy mới mình với em dắt tắm mới về xong. Em vô nó ngày mai trường chiếu phim cho coi xong rồi ha, nó nói kêu ba phải chở nó đi mua bánh để mà ha coi phim vừa ăn chưa nói không, cho nên hồi nãy ba nó chở nó đi mua xong rồi nó bỏ vô hộp sẵn thì mai ha, nó nói ha nó đi coi phim ha, trong trường á rồi nó ăn ông bà cô chú ơi. Đây quay hết ngày nữa cả nhà. Chiều nay ha là ha, mấy trẻ con à mà nay nó chơi John thì chơi đá banh mình ha, cho nên ha chơi cùng ba bữa nay chơi phá nẹt cùng giờ với John, cho nên ha mình chở John đi cái mình đi rước John, ba về trễ. Chiều nay không ai ăn cơm chung với nhau hết, cho nên ha mà nay nó ăn không bột cô chú ơi. Chồng hết thì bữa nào mà đi chơi buổi chiều cái tối về là không ăn rồi cả nhà, về là đục bánh ăn giặt. Chồng hết là ăn giặt dữ lắm, ăn giặt giống như mấy đứa nhỏ vậy đó. Ăn bánh rồi ha, ăn bánh ăn đồ ngọt nhiều cả nhà. Người Tây người ta khoái ăn bánh, khoái ăn đồ ngọt lắm, cho nên ha ít có ăn cơm, ta ăn ăn đồ ngọt thôi. Đồ ngọt nó ăn nhiều, mình nói ăn ngọt nhiều không tốt, nhưng mà người nào chồng hóa nói người nào ít hoạt động giống như là ha, mình ít hoạt động, ít có ra sức á, ít có ra mồ hôi á, thì ăn đường ít. Còn người nào giống như thể thao thể dục á, người ta hoạt động nhiều á, ta ưa ra mồ hôi á, cho nên ăn chất ngọt vô nó cũng không sao cả nhà, nó ra hết, nó ra cái mồ hôi nó ra đường nó ra, không biết phải không nữa. Ăn ngọt rồi cũng biện binh á. Đó. Xong rồi quay qua hết ngày, quay bữa nay quay xíu cho ông bà cô chú xem ở gia đình sinh hoạt bình thường. Đây mấy cha con bây giờ đang nháo nhào ông bà cô chú ơi, nhà này vui lắm. Sao xạo à, em dắt ơi, em dắt của mẹ ơi, gì nữa rồi hả? Ủa uống cái gì vậy? Cho em uống miếng gót kèm. Uống miếng rồi. Hả? Em nó muốn uống nữa kìa, gót lên em thêm miếng nữa. Để hả? Gót cho em miếng nữa. Mày nấy sốt cho. Hồi nãy hả? Dạ. Hó nấu nước mắm này cả nhà. Hó tính làm nước mắm. Mỗi lần hó làm là hó làm keo bữa để tủ lạnh ăn. Nấu lên á, mình nấu lên, nấu đường rồi nấu nước mắm lên sẵn vậy đó. Cho nên ha mình để tủ lạnh ăn được đâu lắm cả nhà. Mình ha nấu nãy giờ ha, nấu xong rồi mình bỏ đó đi, bỏ đây rồi mình đi tắm. Giờ để nó nguội chút xíu mình sẽ bỏ chanh với bỏ tỏi, ớt tỏi vô. Ô, coi hai anh em làm gì vậy? Ê, ngày mai cuối tuần xong rồi là cái gì? Đó lạ là ngày gì? Mẹ lấy đòi ok, có discount cho pizza luôn.
Vậy hả? Ờ. Lên lại hả? Xin lạ đây, xin lạ đây. Xin lạ luôn hả? Ok, vậy xin lạ đi. Ê, té. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Giận anh cho nó kêu anh cho đi đâu vậy? Hả? Nó kêu đi đâu mà nó lăn xăng ở chân vậy hả? Coi kìa. Ơi, ơi, kẹp tay đó nha. Dạ hay làm gì ở trong đây vậy? Hai làm gì á? Trời ơi, hai ngồi đó mà. Hai ngồi đó làm bài hả? Hai ngồi đó làm bài luôn. Trời ơi, bấm đèn lên cho mẹ. Lên cái hai thằng này. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác của mẹ. Không muốn phá đồ của mẹ. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Không muốn phá đồ của mẹ. Ok, mẹ tắt rồi. Vâng. Rồi, anh cho anh tới đây chào tạm biệt ông bà cô chú cho mẹ. Ôi, không có bấm đèn đó. Rồi dắt đi xuống, dắt đi xuống, đi xuống, đi xuống. Anh John kìa, anh John kìa. Alo, alo anh John. Alo, alo. Alo anh John. Thôi, rồi chào tạm biệt ông bà chú nè. Video sẽ quay tới đây thôi ông bà chú ơi. Ông bà cô chú thương yêu gia đình nhỏ, ông bà chú đăng ký like share cho gia đình nhỏ nha. Buổi chiều á, gần cuối tuần là vui nhất ông bà chú. Mấy đứa con nó sắp sửa đừng nghỉ. Là nhó nhèo, nhó nhèo nhà này vui lắm. Mấy đứa con này nó năng động giống y ba y chang ba năng động nhỉ. À, chào tạm biệt bà chú, hẹn bà chú vào đi sau. Bye bye. Dắt bye bye nè. Bye bye. Bye. Trốn hết trơn rồi.